Bắc Ngọc trình bị đề nghị mức án 6 đến 9 tháng tù. Sau khi nêu quan điểm luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt người mẫu Ngọc Trinh từ 6 đến 9 tháng tù. Cuối giờ sáng nay, mùng 2 tháng 2, ngay sau phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giữ công tố tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án. Theo đại diện viện kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, viện kiểm sát xác định cả hai bị cáo trong vụ án đã phạm tội. Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh, 6 đến 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Bị cáo Trần Xuân Đông bị đề nghị 6 đến 12 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và 6 đến 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Theo viện kiểm sát, vì muốn thể hiện bản thân và muốn gây sự chú, bị cáo Ngọc Trinh đã lái mô tô và thực hiện hàng loạt hành vi nguy hiểm, phản cảm. Ngọc Trinh là người rủ rê, lôi kéo, còn bị cáo Trần Xuân Đông là đồng phạm giúp sức. Hành vi của bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông gây nguy hiểm cho xã hội, bức xúc dư luận cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét nhiều tình giảm nhẹ cho bị cáo Trinh như có lý lịch và nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có đóng góp cho xã hội. Về nội dung vụ án, viện kiểm sát nêu, ngày 6 tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh cùng với bị cáo đồng tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô BMW đúc biển số 59A3-11588 lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm quỳ gối trên yên xe. Trước đó, vào đầu tháng 9 năm 2023, ông Đông đã cùng với Ngọc Trinh tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng trong khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy. Sau khi chạy xe biểu diễn, Ngọc Trinh cho quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên các tài khoản mạng xã hội.